Nông anh không? Ôi, hấp dẫn quá vậy ta. Cốc này. Đó bây giờ bắt đầu chị Xuân sẽ chở Y Cầm đi mua đồ bơi nha. Đó, hai người đó hai bên đang thách thức nhau. Chị Xuân là dạng trái Y Cầm dán bận đồ bơi, còn Y Cầm là rất là chịu chơi nên sẽ bận, nên giờ chị Xuân sẽ dẫn Y Cầm đi mua bộ đồ bơi để cho cái bữa đi Long Hải bận tắm biển nha. Đó, giờ đang trên đường đi, anh Hưng chở Y Xuân. Đó, nãy giờ đang trên đường chạy đi kiếm cái tiệm đồ bơi. Nhưng mà nãy giờ lạng mấy vòng rồi mà chưa thấy được cái tiệm đồ bơi nha. Đó, giờ còn đang trên đường 3 tháng 2. Ngay gần tới ngã 6 Dinh Chủ. Đó, đang trên đường chạy đi. Đó, cuối cùng cũng kiếm được tiệm đồ bơi. Nãy giờ đi không 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 à. Chị đi bán bất ngờ quá. Bất ngờ chưa bà già? Ừ, đồ đó mặc ngon. Có màu đỏ đó. Ủa này chị Xuân cài chợ đó. Đó, chị Xuân rất là chịu chơi, vừa nói là cài chợ liền. Đúng rồi. Đó, lần chơi là phải chơi cho tới không? Mặc là phải tới. Giống bộ màu trắng đó, mặc có màu khác thôi. Hai bẩn luôn cái kiểu bikini, y hình như bikini. Trời, màu trắng tới tay ra giờ quá. Ủa, Sơn có mua mày Sơn? Ra vậy mà chung kia mà thay cho ai nhìn mày có cái phòng đó đó. Chắc còn hợp bước ra còn không dám quay luôn á. Gì Sơn? Mày tắt cái máy đi. Mày có giật quay không? Mày được nhìn được rồi. Vì này khoái cười hoài luôn nè. Ở đây có cái đà. Anh Hưng có bận không? Mua bộ bận luôn em Hưng. Mua bộ luôn ăn tâm cho mày luôn nha. Không có phải gì. Đó, mua cái bộ đồ ấm ấm hết gì Sơn. Thôi mặc đùi tắm được rồi, dội mặt cái này nhìn kêu gợi quá hả. Trời, hai chồng mày mới xứng rộn, bực bội, phải quốc ca chẳng rồi tới luôn. Đúng rồi. Làm sao? Lần chơi lần khó, có chơi lần một luôn. Chơi lần một luôn. Để điện thoại cho họ Tướng Nguyễn mua không à, mua giùm cho Tướng Nguyễn. Đó, trong khi chờ đợi thì dì Xuân cũng đang kính lựa cho anh Hưng luôn. Vậy chị ơi, thích có dây chị ơi. Mấy vụ được anh Tướng Nguyễn đúng không? À, có vậy mới bóc được chứ. Mới được hai chồng, vừa có chồng anh Hưng rồi. Chồng cũng mua một bộ đi. Làm cho bằng chị bằng em. Không, ủa gì cầm khi nào ra nhớ nói con nha. Để con quay mặt. Để con quay mặt qua chỗ khác. Ủa, bà đâu có vườn hải đó, để chị chủ con cười nữa. Bất ngờ chưa bà già? Nó hồi xem cái chuyện này một không bảo là màu rồi xem là khó màu cho nó hồi cho tới nắp luôn mới chịu. Đầy đủ đồ bơi hết mọi người, còn đồ đẹp đẹp không? Cái này là có cái đồ mày đồ kiểu gì nè cho bà chết mặt được, nó có cái gen. Ủa có gì chất còn luôn. Ủa gì Sơn, gì chất có bận không? Chất mặt là phải giống như là nguyên một bộ luôn mà nó cái này là chắc nó phải dài xuống nó phủ bả thôi. Ủa cái mông của bà hả? Bộ này cũng dễ thương lắm nè. Chơi chất bận 2 giây được rồi Sơn. Bận 2 giây. Đó, 2 giây là chết. Chất bá đạo luôn đó. Ủa mấy cái hàng này giảm 50% nè.
À, ngay chỗ cái cây này là giá 50% đó. Cái này đồ em bé mà anh. Đâu cũng có người lớn thôi chứ. À biết em thấy ngoài này cái áo này áo em bé nè. Được không cô? Rồi ra đi má. Ôi, kỳ quá. Rồi ra không dám nhìn ơi. Rồi. Rồi. Kỳ lắm chị ơi. Mấy người kỳ gì đó. Mấy người mới mà. Trời. Mình mặc mặc cái này đi. Cái này thì cái mình cài thì nó có cái áo. Nó là cái áo nè. Ủa cá sao thì xong? Cái áo xong rồi nó có cái áo. Cá là phải mặc hai dây ra trên bố là mặc hai dây mà. Đó. Hai dây mới bao. Còn mà mặc cái kia là cái gì mà tự xử đó. Trời ơi. Trời ơi. Có dùng chuyện hết trời ơi. Trời ơi, chưa ăn gì. Còn ngon rồi á. Kêu bả ra mặt thôi. Bởi trời nó không quay anh Hân, anh đừng nghe. Bởi chồng anh không dám quay luôn. Anh đừng anh không dám ti luôn á trời. Nó bự dưới rồi trời. Bữa nào có con anh không anh Hân. Trời ơi, hấp dẫn quá vậy ta. Cóc nè. Cái bộ này là được miễn phí đó. Không có đâu. Chơi đi. Cái này nó nhỏ. Chơi. Đó chơi kìa. Trời ơi. Cái này á. Ừ. Cái này được không chị? Cái này đi. Ai à, cho bộ này nè chị. Em thích nó mặc gì á chị? Mặc cái bộ sách này. Dạ. Cái này khách thức mà. Hãy khách thức tôi. Như chị. Rồi đau lòng quá. Bây giờ trả xong rồi phải trả 280 đau lòng. Lại. Nó muốn thành khùng khỉ thì ta cho nó thành khỉ. Đó, chủ yếu vui thôi không? 280 mà gọi là mua một danh dự con người thì rất là bèo. Trời ơi. Cái độ với nhau á chị. Không nhưng mà mặc mình tại vì mình không tự tin nghe. Thôi á chứ nước ngoài nó cũng mặc bình thường à. Mặc mà nước ngoài có khi nó cũng bự vậy nó vẫn là mình đi lì mình thấy mà nó sao đâu. Tại Việt Nam mình ngại mình không quen. Rồi người Việt Nam mình chưa quen. Nắng này nó cũng cởi ra hết, nó phơi nắng luôn đó. Đây. Đó. Má này là nó quá hớp. Tới công chuyện thì. Bọn cầm mặc cái đồ đó, bọn cầm cho mọi người phát biểu ý kiến cho mọi người thấy sao không? Ok không? Mấy người đó hớp. Không cầm nói thì cảm giác là mặc cái bộ đồ đó trước dễ rồi hơn, khi mà chị. Cầm mặc lên á thì người ta mới nói dạ. Hả là con chưa ăn gì đó gì cầm đó cuối cùng giờ ui chứ có mua không tôi điện cho để tôi điện ngay tức khắc thôi rồi giờ lôi cho chết mặt. Nãy quên gọi video cho gì chứ coi gì cầm bận sao coi chức dám bận không? Nãy quên. Không ấy mà vô. Vậy mình dạy cho bà cầm chức lên bà lựa chứ đâu. Ừ. Vậy cho coi vậy lựa. Không ấy mà mặc lại đi. Thôi. Mày để tôi quay video tôi gọi video. Không không. Đây vậy. Đó. Bác. Quỷ. Ê vô đây bơi nè. Bơi anh bơi đi. Không có bơi. Hồi xưa con học bơi đây gì Sơn. Hồi xưa bỏ mấy trăm ngàn học bơi. Học ở trong mình. Chỗ ta chơi xưa mình học bóng rồi cặp chúa xuống. Rồi đúng rồi. Mới đầu bị sai một nó dỗ vô một trận. Ở đây người ta cũng mặc đồ bikini không à. Đúng rồi mình không quen á mình đập cái lực. Không biết á mình chứ xe mình chúa xuống hay gì mà cầm cái đầu xuống được không? Đó là cái trời nó hốc cái đầu lên nó quất vô người tập cái trăm. Đã không được luôn ba tử chết. Đi vô đây tôi mua vé cho. Hả? Dạ dạ. Đi về ông nội. Ở đó là phải mặc cái bộ đồ đó nha. Có mặc ra đi thì nhả cái đầu á. Nè để nghe nè. Chơi tới con. Chơi cái nóc luôn hả? Chơi gì là sống là chơi qua mặt chị em luôn rồi đó. Hồi chơi là chiến nè, gì trước mức chồng chắc rồi. Đó, không nghe khoái cười, định cướp cánh Nguyễn nè, chứ đâu. Quỷ chơi ba. Gì? Tin lại đi. Chơi gì là, chiến này là hốt anh.
hốt anh Hưng với anh Tuấn Nguyễn một lượt luôn rồi. Đã đi. Phải về nha mọi người. Đó, giờ chuẩn bị còn với anh Hưng với gì cầm gì xưng về nha mọi người. Bye bye. Đó, giờ trên đường về. Từ từ đó, quay đầu xe lại. Quay đi. Quá xá rồi. Ta đẻ ba đứa. Không có đẻ ba đứa đâu. Ủa con gì cầm đâu? Hồi xưa còn cũng học bơi tại hồ bơi Kỳ Đồng này nha cả nhà. Đó, kế bên có phòng gym. Đó, đây trên hồ bơi trên đường Kỳ Đồng luôn. Đó, giờ còn với dì Cầm bắt đầu về nha cả nhà. Đó, trên đường chạy về. Nãy đi là dì Cầm chở còn, bây giờ về còn chở dì Cầm lại. Ủa sao nãy tự nhiên dì Xuân nói sao kêu dì Cầm bận đồ bơi là cá độ hay sao? Không phải là cá độ, dì Xuân nói là mày không mua tụi đó, mày mua tụi đó không mặc. Dì Cầm nói là chị mua là em phải mặc rồi, ok cá chị kêu em cũng cá. Đó, dì Cầm không có ngại, đụng là trụng không? Đó, cuối cùng trò chơi bắt đầu. Đó bà Di Sưng chịu chơi mà. Đó, chịu chơi bỏ 280 để vui vẻ thôi chú ý. Bữa đó lên nó bận có vui vẻ. Đó, thôi còn xin kết thúc clip tại đây nha. Đó, chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha cả nhà.